là có hạn cuộc. Quả báo này là nhân đời trước đã tu, đời này được quả báo. Ngay khi báo này của chúng ta báo hết rồi, không còn phải luân hồi nữa, Phật A Di Đà lúc này liền đến tiếp dẫn chúng ta. Vậy thì cũng có người tuổi thọ kéo dài. Tuổi thọ kéo dài ở thế gian này có tốt hay không? Thực tế mà nói, sống thêm một ngày, chịu thêm một ngày tội. Sớm một ngày giảng sanh, sớm một ngày thấy Phật, sớm một ngày chứng quả. Cho nên tôi nghĩ, người chân chánh giác ngộ nhất định không cầu trường thọ, không cầu việc này. Thế nhưng nếu như tuổi thọ kéo dài, họ có nhân duyên kéo dài. Nhân duyên đó là gì vậy? Ở trong Phật Pháp thường nói, Phật không độ người không duyên. Phật độ chúng sanh phải có duyên phận. Người này không có duyên với Phật, thế gian này còn có rất nhiều chúng sanh có duyên với bạn. Bạn khuyên họ, họ sẽ nghe. Người khác khuyên họ, họ không nghe. Nhiều người có duyên như vậy, cơ duyên được độ của họ đều ở lúc này chín mùi. Vậy thọ mạng của bạn đến rồi cũng không thể đi, còn phải sống thêm vài năm nữa, phải giúp đỡ cho họ. Đi là việc nên làm. Cho nên người niệm Phật chúng ta, thọ mạng nếu như kéo dài, nhất định là vì lợi ích tất cả chúng sanh, giúp đỡ càng nhiều người niệm Phật giảng sanh. Nếu như không phải lý do này, thực tế mà nói, không có lý do ở thế gian này nhiều thêm một ngày là không cần. Lâm thọ chung thời, Phật giữ chư Bồ Tát chúng, nghinh hiện kỳ tiền. Khi ở vào nút lâm chung, Phật đến tiếp dẫn bạn. Ngay lúc này, xem công phu của bạn, công phu niệm Phật, xem duyên phận của bạn. Nếu như công phu của bạn tốt, duyên lại thù thắng, người theo A-di-đà Phật đến tiếp dẫn rất nhiều, rất đông. Nếu như công phu niệm Phật cạn, bình thường lại không thích cùng người khác kết pháp duyên, vậy thì A-di-đà Phật đến tiếp dẫn, người theo Ngài đến sẽ không nhiều. Việc này chúng ta phải thông hiểu, phải tranh thủ. Đây là bình thường. Chúng ta nhất tâm xưng niệm, sống kết Phật duyên, hay nói cách khác, sống kết Pháp duyên. Khi sanh đến thế giới Tây Phương Cực Lạc thì người hoan nghênh sẽ rất nhiều. Vậy thì trong những người này, trong những người theo Phật đến, có rất nhiều, rất nhiều đều là đồng tu, bạn bè, thân nhân, quyến thuộc trong đời quá khứ. Họ trong quá khứ đã sớm giảng sanh rồi, bây giờ nghe được bạn cũng đến, Phật A-di-đà đến tiếp dẫn, họ đều cùng nhau theo Phật đến hoan nghênh bạn, đến tiếp dẫn bạn. Khi vừa gặp mặt, phía trước chúng ta đã đọc qua oai thần của Phật A-di-đà, oai thần bổ nguyện vừa gia trì, trúc mạng thông của bạn liền hiện tiền. Quá khứ đời đời kiếp kiếp, những người này thấy đều quen biết.
đời nào, kiếp nào họ quan hệ ra sao với ta, thấy đều nhận ra. Cho nên bạn nhất định phải hiểu, chỉ riêng ở sáu nẻo luân hồi rất cô độc. Người vừa chết liền luân hồi, quyến thuộc trong nhà đều phân tán. Nếu muốn gặp mặt là việc không dễ dàng gì, vô cùng khó khăn, hoàn toàn là cảnh giới xa lạ. Chỉ có đến thế giới Tây Phương Cực Lạc, thân bằng quyến thuộc rất nhiều rất đông, đều là người quen, một chút xa lạ cũng không có. Đây đều là sự thật ngàn vạn lần chuẩn xác. Kinh Tu Du Giang tức sanh ngã quốc, đây là nói thời gian giảng sanh rất là mau lẹ. Tuy là thế giới Ta Bà cách thế giới Tây Phương Cực Lạc 10 muôn ức cõi nước Phật chỉ cần khoảng một niệm là đến, tốc độ vô cùng nhanh. Vì thì sau khi đến nơi đó, đoạn sau câu kinh văn này rất vô cùng quan trọng: tác A Duy Diệt Chí Bồ Tát, chính là A Bệ Bạc Chí. Trên kinh A Di Đà đã nói, chỗ này dịch ra là A Duy Diệt Chí. Đây là phạn ngữ, ý nghĩa là bất thoái chuyển Bồ Tát. Viên chứng tam bất thoái. Cho nên người xưa nói, đây là chỗ chí cực của Phật A-di-đà. Tâm tánh công đức này lớn đến đỉnh điểm. Trì danh chi kỳ huân, trì danh phương pháp này công huân không thể nghĩ bàn, cũng là đại nguyện của Di Đà. Đây là hoàn nguyện của Phật A Di Đà, khiến mỗi người giảng sanh đến thế giới Tây Phương Cực Lạc đều có thể viên chứng tam bất thoái. Thực tế mà nói, địa vị đây là Bồ Tát viên giáo thức địa trở lên. Vậy thì thông thường ở trong kinh Đại Thừa nói, chí ít phải tu hành đầy đủ 2 A Tăng kỳ kiếp mới có thể chứng được. Như phàm phu này, chúng ta một đời đến nơi đó liền đến đã siêu việt qua 3 A Tăng kỳ kiếp. Đây là việc không thể nghĩ bàn. Cho nên lời nguyện này rất quan trọng. Cổ nhân có nói, thập niệm ác sanh, văn danh phát tâm. Hai nguyện này là tinh túy của 48 lời nguyện Phật A-di-đà. Lời nói này chúng ta có thể tin tưởng. Xem tiếp đoạn kinh văn sau: ngã tác Phật thời, thập phương chúng sanh văn ngã danh hiệu, hệ niệm ngã quốc. 10 phương chúng sanh nhất định bao gồm chúng ta. Thực hiện chương trình Vọng Tới Cư Sĩ, nhà sách thư viện Biển Tuệ, 1431 Lê Bình, phường 4, quận Tân Bình, điện thoại 9485100. Người đọc Phật tử Thiện Quang. Phát thanh tài trợ cho công tác phiên dịch và thu âm do nhà sách Thiện Phương, 184 Cao Thắng, phường 11, quận 10, thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ơn hạnh, dưới cứu ba đường khổ. Nếu có người nghe thấy đều phát tâm Bồ Đề, hết một bản tâm này đồng sanh về nước Cực Lạc.